tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdalena, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna vợ ông khu gia quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã rào qua các thành phố, các làng mạc để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Ngoài nhóm 12 tông đồ quen thuộc, hôm nay tin mừng còn cho biết có cả các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu và cộng tác vào sứ mạng rao giảng và làm chứng. Như kinh thánh kể, các phụ nữ này đã được Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa bệnh. Họ đã trở nên người mới, họ đã bỏ lại quá khứ, họ đã lên đường đi theo Chúa Giêsu để làm chứng cho tin mừng. Họ đã lấy của cải của mình để giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ người. Đặt mình trong văn hóa Do Thái lúc bấy giờ, chúng ta mới thấy Chúa Giêsu đã hành động như một nhà cách mạng khi cho các phụ nữ đi theo và cộng tác với người trong việc loan báo tin mừng sở dĩ chúng ta nói như vậy là vì trong xã hội do thái vốn trọng nam khinh nữ người nữ không có tiếng nói trong sinh hoạt xã hội và tôn giáo người phụ nữ bị xếp vào hàng thứ sáu đứng sau cả vật nuôi trong nhà Xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy rất ít đề cập tới người nữ và có đề cập thì đó chỉ là những khuôn mặt không mấy vẻ vang gì, trừ một số khuôn mặt đặc biệt thôi. Vậy mà hôm nay Tin Mừng cho biết Chúa Giêsu đã cho các phụ nữ được đi theo người trong việc rao giảng Tin Mừng. Đây quả là Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng khi nhìn nhận vai trò và phẩm giá người nữ và qua đó chúng ta thấy vai trò của người nữ trong giáo hội của Chúa Giêsu. Thật vậy, hình ảnh các phụ nữ cùng với các tông đồ đi theo Chúa Giêsu tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng cho chúng ta thấy trong giáo hội của Chúa Giêsu không có sự phân biệt nam nữ. Trong giáo hội của Chúa Giêsu, mọi người cần được bảo vệ và cần được tôn trọng vì họ chính là hình ảnh của Chúa, như là Kinh Thánh đã nói, Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Tuy nhiên, do bản tính được dựng nên là nam hay là nữ, thì người nữ với những đức tính rất là nhẹ nhàng rất là kiên trì rất là khéo léo người nữ đã đóng một vai trò quan trọng vào sứ mạng chung của giáo hội vai trò của người nữ là không thể thay thế và chúng ta nhận ra điều này trong giáo huấn của giáo hội cách riêng trong thời đại đức giáo hoàng francisco hôm nay Ngày nay trong giáo hội, người nữ đang nắm giữ nhiều vai trò quan trọng trong các cơ quan ở trung ương của tòa thánh và trong các sứ vụ khác nhau của giáo hội. Người nữ đóng góp phần đáng kể vào việc loan báo tin mừng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu Chúa Giêsu đã cho các phụ nữ được cộng tác với người trong việc loan báo tin mừng, thì chúng ta hôm nay trong phạm vi gia đình, trong phạm vi giáo sứ hoặc trong các cẩm độ lớn hơn, chúng ta cũng cần mở ra để đón nhận sự đóng góp của người nữ. Các phụ nữ mà tin mừng hôm nay nói đến đều là những người có một quá khứ. Họ đã sống trong sự kim tòa của sự giữ của ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu đã đến, đã cứu chữa họ. Họ là những người đã được đưa ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng, đến với sự sống. Họ trở thành người mới, họ trở thành chứng tá của lòng thương xót của Thiên Chúa. Và kể từ khi họ được cứu chữa, họ đã đi theo Chúa Giêsu, họ đã buông theo ân sủng để sống và làm chứng cho tin mừng họ đã buông theo ân sủng để sống và làm chứng cho tin mừng. Và họ đã đi loan báo về lòng thương xót của Chúa. Họ đã lấy chính cuộc đời của mình mà làm chứng cho quyền năng của Chúa. Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta nhận ra rằng mỗi người là một món quà. Mỗi người có một quá khứ, nhưng mỗi người cũng có một tương lai. Chúa vẫn hành động như vậy trong suốt lịch sử của hội thánh. Vậy thì chúng ta cần cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có một trái tim của Chúa, có cặp mắt của Chúa để đừng nhìn người khác bằng cái nhìn đóng khung hay bằng cái nhìn đóng đinh. Xin cho chúng ta ý thức được rằng cuộc sống con người luôn ở thể động luôn đang tiến về phía trước đừng đóng đinh ai đừng đóng khung ai có cái nhìn động về con người chúng ta không còn đóng đinh anh chị em mình không còn ích kỷ bằng những lời kết án bằng những lời thiên kiến vậy thì xin quyền năng của lời chúa hoán cải mỗi chúng ta xin chúa ban cho chúng ta trái tim của chúa cặp mắt của chúa để chúng ta nhìn anh chị em mình ở thể động họ đang đi từ hiện tại tới tương lai xin chúa giúp chúng ta điều đó amen